18 năm sau, oan trái thay trời lại cho nàng chuyển kiếp sinh vào danh môn chánh phái, viết tiếp cuộc chiến chánh tà bất lưỡng lập. Chàng nguyện dùng thanh xuân cả đời để bảo vệ nàng. Dù thịt nát xương tan, vùi lấp trăm năm nơi luyện hình, chàng cũng phải canh giữ và bảo vệ nàng.